Hello các bạn, Lý Thảo xin chào mọi người. Thứ hai đầu tuần vui vẻ nha. Ok, thì mình sẽ làm hết cái cục đá này xong á, thì mình sẽ đi kiếm cái map chấm để mà phật thẻ. Thì ai có theo dõi mình á thì biết là mình đang còn thiếu 4 thẻ vàng lận. Tận 4 thẻ vàng lận đó mấy đứa ơi. Thì đó, bây giờ mình sẽ hôm nay xuyên một bữa và mình sẽ đi kiếm map chấm và cùng mình đi lộn và vật những cái thẻ mình còn thiếu nha. Let's go. Lụm nát nước nãy giờ rồi mà không có một cái thẻ mới mọi người ơi. Wow. Nếu nổi tuần trăm mùa thu là sao vậy? Thằng may mắn không có ghé nhà mình rồi. Ây da, nén quá mọi người ơi. Mấy tiếng rồi đó, 2-3 tiếng rồi đó mọi người. Linh cảm linh cảm thì có đây mà không phải là thẻ bàn điêu á. Trời, mới vừa rồi mới tức thì mới đổi hôm qua với bạn kia xong là sao nữa sai. Map này sao không có ngon miếng nào vậy trời, tôi sao tôi kỳ ấy sao nhà thẻ gì đâu mà quá trời quá đất luôn mà không một thẻ mới. Tôi buồn quá mọi người ơi, lâu lâu mới xiên được một bữa mà. Ôi thôi rồi. Cảm giác lúc nào mình xiên á là không bao giờ mình hên được. Đợi khi nào mà mình lười biếng mình coi quảng cáo thì nó ra kiểu bất ngờ. Thì lần này tôi có xiên mà, hãy thấy sự cố gắng của tôi. Tôi có xiên mà. Tỷ lệ ơi, góp đây góp trúng đầu chị Bích Bích đi. Oh my god. Thank you.
nản rồi, máy đấy là mình xin đổ hàng tại đây luôn. Hôm húng tiếng gửi của mình gọi nó không cho mình có thẻ nào mới hết. Rồi thôi thì chắc mình nghĩ là đã đủ để mà nổi cái két 500. Ô, dư được một sao nè. Ok, bây giờ mình sẽ đi nổi cái két này nha. Trong lúc nó quay mà tim mình muốn thòm ra ngoài, làm ơn làm phước cho con một cái thẻ mới được không? Full một ô đi, năn nỉ luôn á. Xin chào mấy nấy, mình xin nhã phí cho các bạn mở cái két chấm y chang mình đó. Hoài luôn, quay quá trời ngon đẹp mà có thẻ mới nào đâu. Quá trời là ngạc đi, quá trời là surprise luôn. Ngồi giấu mèo, gamen lấy gì nữa. Bum. Ý, giao dịch đáng điệu thẻ niêu mới hả? Ê, phi là, ý gì là cái hơn nhớ. Ê, nghĩ là cho muốn có thẻ vàng á, thì cho một cái ồ đó mình thiếu hai thẻ vàng. Rồi coi như là cái két này cũng chấm bút được một tí xíu nào đó, vớt lại tới sự cứu rỗi đau khổ của tôi. Một thẻ vàng duy nhất. Đây, một em thẻ vàng duy nhất. Giao dịch đáng nghi. Họ cầu ồ chuyện sẽ xảy ra vào một thu. Má ơi, tôi tưởng là hôm nay tôi không có ra được một cái thẻ nào hết. Còn đúng ba cái thẻ vàng. Nhã viết cho mình với. Mình quá trời xui rồi. Kiểu này là phải tức thẻ nữa rồi. Thôi thì đổi phần phải nha. Hôm nay á thì mình sẽ mở vô cái thẻ quảng cáo ở trong cái lâu rồi không đi vô cái cấm thôi mọi người. Cũng còn leo que về bạn đang câu cá dưới này nè. Hình như mọi người thích câu cá như này. Và bạn có sự thích kiểu như yên tĩnh á. Ok, đổi phần phải tí xíu nha. Mở quảng cáo hôm nay. Wow, 30 viên, lỡ vào cái hộp này nó không nhả 30 viên cho mình. Nay mình hên nè. Rồi, tiếp nối 30 viên là 77 nha, 77. Ôi giời, 5 viên. 1, 2, tất khi nào chuẩn bị tất tình. À, mình quên nữa, thì hôm nay có mấy cái thẻ mình chưa nhận nữa. Bây giờ vào làm cái thẻ này nha. Bà thẻ 117 trên 200 rồi, 4.2 rồi. Mỗi ngày giọt ra một cái thẻ mới. Trời ơi, mấy chép một chép. Mình sẽ cố gắng tích 1000 sao nha. Để mở két 1000. 2 két 250, 1 két 500 rồi. Bây giờ cố gắng tích để mở thêm cái két 1000 nữa. Két 1000 nè, full bao ô luôn. Trời ơi, thấy nói là chấm đóng. Hôm nay thì cửa hàng sale có gì không? Ê, cái đôi giày này mình có nè mọi người, nhưng mà những cái bộ đồ mình chưa có. Theo mình nhớ là vậy, để mình xem gọi là cái đôi giày này. Đây, đôi giày mình có nè. Em ở đây. Còn bộ đồ thì mình nghĩ là mình không có. Giả định mà hôm nay cái hộp mình mở ra 77 kim cương là mình mất luôn cái bộ đồ rừng 130 rồi. Tiếc quá ha. Nói chung là đâu có hờn như cái bữa bữa mình giọt cái thẻ ha. Full được cái ô kia, lấy được 120 viên kim cương, mua luôn cái Coca Cola. Nhưng mà hôm nay không được hơn như vậy rồi. Ok, tiếp theo đến là mình còn thiếu tôm nè với bạch tuộc. Thì mình sẽ mở thêm một hộp nha. Còn đủ để mở một hộp à. Thôi, cơm nấm lại là em sao? Tôi mấy hộp cơm nấm này, trời ơi, tại em cái rồi đó mọi người, tại em cái rồi luôn. Có ai hơn tôi không? Tôi nghĩ là có nhiều người hơn lắm đó. Kế đến là mình sẽ vô xe cứu quả.
Này mở thêm cho vui thôi, có thêm một chiếc xe nữa là đủ bộ. Mới có một chiếc là thêm chiếc xe nữa. Rồi, thế là không có rồi đó. À, bắt ngang. Kế đến là đèn rộng hoa sen. Riêng cái hộp này mình cạn lời rồi, mình bị phong ấn cho bãi xịt đu luôn mọi người. Nào có lẽ luôn bánh nắp, còn giờ thì cứ mở thôi, mở thành tạng thôi, không có hy vọng nữa thôi. Biết ngay. Hộp cuối cùng của ngày hôm nay. Đó luôn, đôi mắt. Mặt trong sáng. Ê à, lại như mọi khi ha. Lại như mọi khi. Rồi, cô bé rau trúc. Xin cái bộ đồ. Xin cái bộ đồ. Mở. Ôi mé, đèn lộng nữa. Quái trẻ thiệt luôn á, hôm nay. Hôm nay là một cái clip thật là số 7 ha. Mình đã tích được 16.195 xu sắc rồi mọi người. Đang gán để coi thử này, có lấy hết là full được một cái nhím lửa không thì không biết. Thôi hẹn mọi người gần ngày cuối thì mình sẽ lấy nốt người nha. Bye bye.